Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Triệu Gia, bộ truyện hôm nay có tên là Tinh Kiếm Tôn, tác giả Lưu Hạ, thể loại, adventure, fantasy, manual, chuyện được biên tập lại bởi team Triệu Gia, chuyện tranh được tổng hợp từ các trang truyện trên Internet, chuyện chữ có trên chuyện dịch com Rất mong được các bạn ủng hộ, nếu muốn đôn cho nhóm, thông tin mình để dưới phần mô tả nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Và lúc này, bọn họ nhìn sở hành vân ngượng ngùng, không dám coi hắn là một thiếu niên non nớt 6 tuổi nữa chỉ một lần quả quyết sát phạt có thể cao tay hơn bất cứ người nào ở đây bạch gia chủ, hồ gia chủ và Tôn gia chủ. Sở Hành Vân phun ra một loạt cái tên rồi nhìn về phía ba gã gia tộc chi chủ vừa nãy còn âm thầm đắc ý, ánh mắt vẫn cứ bình thản. Ba vị gia chủ vội vàng hạ mình nói, "Sở gia chủ, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Lời còn chưa nói hết, ba người cũng cảm giác lạnh lạnh ở cổ, rồi bỗng nhiên toàn bộ trời đất đều bắt đầu xoay tròn, đầu bay lên rồi rơi xuống đất, phốc, 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 bụi mù cuộn cuộn văng lên, ba cổ thi thể ngã sập xuống đất, đám người còn lại sắc mặt trở nên thảm bại vô cùng không dám thở mạnh một chút. Chết, lại có ba gã chi chủ gia tộc chết, tất cả đều chết do Sở hành vân. Bọn họ không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại như thế nào nữa, vốn dĩ đoàn người ngay ngang tự đắc tới, ung dung thoải mái biết bao, nghĩ có thể giết Sở hành vân rồi tiện tay chia luôn mỏ hòa linh thạch. Chỉ là bây giờ, kết quả lại thiên địa nghịch chuyển, chỉ cần nói vài từ mà sở hành vân đã diệt trừ đám người sở bình thiên, ngay cả bốn gã chi chủ gia tộc cũng không thoát khỏi xui xẻo, hoàn cảnh này thật khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Sở gia chủ, dương gia ta cảm thấy vô cùng hối hận, bắt đầu từ hôm nay sẽ tình nguyện trở thành nô bộc, xin người hãy đại từ đại lượng, tha cho ta một mạng đi." Dương gia đột nhiên quỳ xuống mở miệng nói, "Ta Trịnh gia cũng như vậy, nguyện ý vì sở gia chủ làm châu làm ngựa." Bình thường là chi chủ gia tộc ngay ngang ngang vênh váo, nhưng hiện tại mỗi người đều quỳ xuống trước mặt Sở Hành vẫn một bên thịt cầu xin thảm hại, một bên đập đầu nhận sai chấn động cả đất. Bọn họ rất rõ, Sở gia có diêm độc tương trợ đã hoàn toàn khôi phục thực lực đỉnh phong cộng thêm tài nguyên ở đây nữa nhất định có thể trở thành gia tộc lớn mạnh, hoàn toàn thay đổi bố cục thành Tây Phong nếu sở hành vân đã khinh thường trở thành đồng minh với bọn họ như vậy họ đành cam tâm trở thành nô bộc cho sở hành vân để bảo vệ tính mạng mình và hương hòa cả gia tộc diêm độc lướt mắt nhìn sở hành vân lại thấy sở hành vân hơi nhíu mày giọng mỉa mai nói chỉ với thực lực của các ngươi cũng muốn sở thành nô bộc của sở hành vân ta chẳng lẽ các ngươi không thấy ý đó là hảo huyền à lúc trước sở hành vân nhận diêm độc làm nô bộc cũng bởi bất đắc dĩ còn những người trước mắt này thực lực và cấp độ không đồng đều người mạnh nhất chẳng qua cũng mới đạt cảnh giới tụ linh tứ trọng thiên, có nô bộc như vậy thì có tác dụng gì, chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi. Cả đám vừa nghe lời Sở Hành Vân nói xong thì gào thét càng thê thảm hơn vì nghĩ đến đám người Lâm Sùng đau chết không toàn thây khiến tâm trạng bắt đầu bấn loạn, loại cảm giác sợ hãi này quá mạnh mẽ dường như có thể khiến họ hoàn toàn mất mạng, tuy nhiên, bởi vì tất cả mọi người đều cầu xin, Sở Hành Vân than nhẹ một tiếng khiến cho bọn họ lóe lên từng tia hy vọng, cặp mắt trợn to, sợ rằng phải nghe nhầm một chữ nào đó. Nếu như các ngươi nguyện ý nhận sở hồ làm chủ, ta ngược lại có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Sở hành vân giọng lạnh nhạt nói khiến bọn họ ngơ ngác kinh ngạc. Sở hổ là cái tên sai vặt đi theo sở hành vân, sở hổ cả người giận gáy, cảm giác có chút như tình hồn lại. Những người trước mắt mình đây đều là những cao thủ chấn thành, thậm chí không ít kẻ là chi chủ gia tộc, nắm giữ không ít quyền hành, để cho bọn họ nhận mình là chủ nhân, cái này không phải đang nói đùa chứ. Thế nào, các người muốn không? Sở hành vân âm thanh chợt lạnh lẽo, diêm độc lập tức bước ra nửa bước. Khi tất tụ linh cửu trọng thiên của hắn phát ra giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình gác trên cổ tất cả bọn họ. Những chi chủ gia tộc kia liếc nhìn lẫn nhau, biểu hiện trên mặt rất do dự không muốn, nhưng cuối cùng bọn họ đành thở dài hướng về phía sở hồ đang đứng cúi đầu. Thiếu gia sở hồ cảm giác giống như mình đang nằm mộng, âm thanh bắt đầu có chút run rẩy. Sở Hành vân cười nói: Ta đem những người này giao cho ngươi cũng bởi tín nhiệm năng lực của ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện trong sở gia cùng với việc thống nhất những gia tộc này tất cả đều giao cho người phụ trách nhất thời sở hồ cảm nhận được từ giờ trách nhiệm trên người mình sẽ nặng thêm tuy ngoài mặt kinh hãi nhưng trong lòng cảm kích rất nhiều hắn có thể cảm nhận rõ ràng hắn ở trong mắt sở hành vân rất được tín nhiệm không phải đang bị trêu đùa cảm giác này làm cho sở hồ ứa nước mắt xúc động nói thiếu ra ta tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng chính mắt nhìn thấy hoàn cảnh này khiến cho nội tâm của không ít chi chủ gia tộc có chút chấn động trải qua chuyện vừa rồi tất cả mọi người đều bị lời nói của sở hành vân thuyết phục cảm thấy sở hành vân không phải là một nhân vật hư ảo mà nhất định sẽ đem lại thành tựu lớn Sở Hành Vân tin tưởng Sở Hồ như vậy, thậm chí còn đem bọn họ giao cho người này nhất định là có lý do. Nghĩ như vậy, những chi chủ gia tộc này đều có chút thư thái, đột nhiên cảm thấy quy thuận Sở Hồ cũng không phải là một việc mất thể diện, mà nói không chừng còn có thể khiến cho mình và gia tộc nhận được lợi ích to lớn. Đúng như họ đã nghĩ, không lâu sau mọi chuyện đều trở thành sự thật khiến những chi chủ gia tộc này đều vui mừng vì quyết định mà họ đã ra hôm nay. Đương nhiên, những việc đó sau này họ mới biết, những chuyện còn lại cũng không cần Sở Hành Vân bận tâm, toàn bộ đều giao cho Sở Hồ cùng những chấp sự đó khi bọn hắn về lại sở gia thì tin tức các gia tộc khác quy thuận đã chuyển tới trước toàn bộ sở gia đều sôi sục trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ vui mừng thậm chí còn có người cua tay một chân vốn dĩ bọn họ lo lắng sau khi sở gia có tài phú khổng lồ thì bị những gia tộc khác đố kỵ coi như kẻ thù nhưng bây giờ lại khác khi sở hành vân xuất thủ liền khiến những gia tộc đó nguyện ý quy thuận sở gia để cho sở gia sử dụng nói không khoa trường chứ bây giờ sở gia muốn tài sản có tài sản muốn quyền thế có quyền thế đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố đêm đó toàn bộ sở chấn đều đắm chìm trong tiếng cười nói, nhà nhà đèn đuốc sáng trang cực kỳ náo nhiệt. Sở Hành Vân không có tham gia vào cuộc vui đó, hắn trở lại đình viện sau đó trực tiếp tiến vào bên trong không gian luân hồi thạch. Bây giờ đám người Sở Bình Thiên đã chết, Sở gia cuối cùng cũng đã bình yên, sau này Diêm Độc và Sở Hổ lo việc kinh doanh, đảm bảo Sở gia sẽ vực dậy rất nhanh khỏi xu thế suy sụp trước kia, hoàn toàn đứng vững ở thành Tây Phong này, nghĩ đến đây, Sở Hành Vân như chút được cánh nặng trong lòng. Đối với Sở gia, hắn đã sớm có nhiều dự định, nhưng không nghĩ tới sở bình thiên hành động ngu xuẩn khiến cho hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian như vậy một chiêu thâu tóm nhiều gia tộc như vậy khiến thực lực nhanh chóng nhảy vọt hiện tại sở hành vân không cần quan tâm nhiều đến sở gia toàn tâm toàn ý hoàn thành những ý định của mình vươn tay ra một cái linh quả trừng nắm đấm xuất hiện ở trước mặt sở hành vân hình dáng của cái linh quả này rất kỳ lạ tỏa ra cảm giác ấm áp nhẹ giống như bị một ngọn lửa vô hình bao quanh không còn nghi ngờ gì nữa chính là viên tâm quả sở hành vân liền đưa viêm tâm quả vào miệng không chút do dự rồi sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực tinh thuần của viêm tâm quả suy suy một khí tức cực nóng từ viêm tâm quả dũng mạnh thoát ra xông vào lục phủ ngũ tạng của sở hành vân viêm tâm quả chính là linh tài cấp 3, ẩn chứa lượng linh lực khổng lồ lại đặc biệt sở hữu khí tức cực nóng vừa nuốt vào trong bụng thì giống như là một phòng mặt trời chói trang tạo ra không ít đau đớn cho người dùng chính vì tính chất đặc biệt này của viêm tâm quả mới có thể kích phát tiềm lực của võ giả trực tiếp đột phá vách ngăn tu huy. Đã qua ba ngày, Sở Hành Vân cuối cùng cũng hoàn thành luyện hóa khí tức cực nóng của viêm tâm quả, linh lực trong cơ thể tăng vọt mấy lần, trở nên càng cuồng bạo, hóa thành làn sóng linh lực, điên cuồng lao vào vách ngăn tu vi. Những âm thanh nặng nề vang lên, Sở Hành Vân đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt xuất hiện nét mừng như điên, thành công, Sở Hành Vân cảm thụ được linh lực dâng trào trong cơ thể, rất là thỏa mãn. Cách lần đột phá trước chỉ mới vài ngày, hiện tại nút viêm tâm quả lại tiếp tục đột phá, thành công bước chân vào hàng ngũ thối thể cảnh thất trọng thiên, tốc độ này còn muốn vượt qua dự tính ban đầu của Sở Hành Vân. Bất quá sau lần đột phá này, Sở Hành Vân cũng không có tiếp tục tăng lên cảnh giới, mà liên tục vận chuyển vô danh công pháp, bắt đầu rèn luyện cảnh giới tu vi của mình. Vô danh công pháp tuy rằng không trọn vẹn, nhưng có được kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước khiến Sở Hành Vân hiểu được sự cường đại của công pháp này. Nếu công pháp càng cường đại thì độ khó khi tu luyện sẽ càng lớn. Trước đây, Sở Hành Vân dựa theo vô danh công pháp mà tu luyện khiến tu vi liên tục đột phá, đạt tới một cảnh giới cực cao nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến Sở Hành Vân không chú ý đến chất lượng tu vi của bản thân, không tạo được trụ cột vững chắc ban đầu. Điều này khiến việc tu luyện sau này của hắn hơn 10 lần gặp phải bình cảnh, thậm chí có một lần khiến hắn suýt tẩu hòa nhập ma mà mất đi mạng sống. Được bắt đầu lại một lần nữa, hắn tự nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này. Tu vi đạt được thối thể cảnh thất trọng thiên, hắn bắt đầu rèn luyện cảnh giới, đánh ra trụ cột vững chắc, điều này sẽ trợ giúp khá lớn cho việc trùng kích cảnh giới cao hơn trong tương lai. Ở bên trong viện, Sở Hồ cùng Diêm Độc đang luận bàn với nhau, thủy lưu hương thì ngồi ở bên cạnh tĩnh tâm điều dưỡng hơi thở đối với việc thủy lưu hương không cách nào ngưng tụ võ linh sở hành vân đã nghĩ rất lâu vẫn không tìm ra nguyên nhân hết cách nên hắn đành truyền thụ cho nàng một môn hít thở công pháp khiến thủy lưu hương điều dưỡng thân thể đợi sau khi ta bước vào tụ linh cảnh sẽ có thể thi triển nhiều thủ đoạn đến lúc đó ta nhất định điều tra rõ ràng triệt đề nhìn khuôn mặt thanh tú của thủy lưu hương sở hành vân âm thầm thề ở trong lòng ngoài việc đó ra hắn cũng nghĩ đến luân hồi thiên thư chỉ cần hắn bước vào tụ linh cảnh thì có thể tiếp tục xem luân hồi thiên thư theo cách nhìn của hắn đây không phải là quyển sách tầm thường hắn có thể khẳng định ở đây ẩn giấu một bí mật động trời nào đó chủ nhân diêm độc thấy được bóng dáng của sở hành vân lập tức kho mình hành lễ thủy lưu hương cùng sở hổ cũng ngừng mọi động tác nhìn về phía sở hành vân mọi người cứ tiếp tục tu luyện không cần để ý tới ta sở hành vân cười nhạt một tiếng nói ta chuẩn bị lát nữa sẽ rời khỏi sở trấn ra ngoài lịch lãm một phen lần giờ đi này có thể sẽ hơi lâu một chút nói xong sở hành vân nhìn về phía diêm độc dặn trong khoảng thời gian ta rời đi ngươi phải âm thầm bảo vệ tốt sở chấn, nếu có thế lực nào xuất thủ thì không cần lưu tình sở hành vân trong mắt lóe lên một tia sát khí cực lạnh hắn biết rằng tin tức sở trấn quật khởi rất nhanh hoàn toàn lan truyền ra ngoài sẽ khó tránh khỏi có kẻ sinh lòng tham lam với sở chấn. đối với loại tình huống này phương pháp xử lý của sở hành vân rất đơn giản trực tiếp xuất thủ dùng sức mạnh làm khiếp sợ kẻ thù tuân lệnh diêm độc đem lời của sở hành vân ghi tạc trong lòng sau đó sở hành vân đại khái sắp xếp một số việc chuẩn bị đầy đủ liền một thân một mình ly khai sở chấn. lúc này sở hành vân cũng không mặc hắc bào mà vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ cải biến khuôn mặt của mình ngay cả màu da cũng chuyển thành ngăm đen hắn như là thay đổi thành một người khác hoàn toàn không nhìn ra dấu vết liên tục đi về phía trước sau khoảng hai canh giờ sở hành vân cuối cùng cũng đến tàng long sơn bởi vì bị phong tỏa không khí của cả ngọn núi trở nên trầm lặng không hề nhìn thấy một bóng người hoàn toàn đối lập với bầu không khí náo nhiệt của phượng tê sơn bất quá điều này càng khiến sở hành vân thỏa mãn hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào độ phủ của vị cường giả kia một đường leo lên không bao lâu sở hành vân liền tiếp cận vực thảm huyền bí ở tàng long sơn đứng ở trên vách đá một cỗ gió lạnh từ đáy vực thổi tới khiến sở hành vân phải dùng mình một cái hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một sợi dây thường cố định một đầu dây rồi bắt đầu leo xuống dưới phù phù tiếng gió thổi mãnh liệt xẹt qua bên tai rung rợn đến tận xương tùy nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt không dám liếc mắt nhìn xuống, nhưng Sở Hành Vân thì lại hai mắt tập trung, tinh tế đánh giá bốn phía. Qua hơn 10 giây, trong mắt Sở Hành Vân toát ra một tia sáng, nhìn thật kỹ vào chỗ sâu phía dưới để tăm tối, tìm được rồi. Sở Hành Vân lật cổ tay, lập tức nắm chặt dây thừng, nhanh chóng hạ người xuống để giảm tốc độ rơi. Ở dưới đáy vực bị cây cối và cỏ dại bao phủ, nếu nhìn kỹ có thể loáng thoáng thấy được một cái cửa động, đây là nơi có động phủ của cường giả. Nhìn sơn động gần ngay trước mắt, Sở Hành Vân thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, con ngươi quán co lại, tất cả lỗ chân lông trên người đều dựng đứng cảm giác được một khí tức nguy hiểm sở hành vân không chút do dự đạp vào vách đá một cái cả người nhanh chóng lướt về phía bên cạnh bùm ngay thời khắc sở hành vân di chuyển một thân ảnh màu đỏ nhanh chóng bay đến hung hăng lao vào chỗ vừa rồi của hắn ánh lửa chợt lé lên một mảng núi đá lập tức rơi xuống vỡ vụn hỏa linh ưng thấy rõ bộ dáng ngập trong lửa đỏ này sở hành vân sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm hỏa linh ưng là một loại linh thú cực kỳ hung mạnh phần lớn sống ở các vách núi đá Loài linh thú này khi trưởng thành có thực lực tương đương với võ giả thối thể cảnh bắt trọng thiên, bởi chúng có thân hình nhỏ, di chuyển linh hoạt dị thường nên lúc đối phó rất là khó chịu. Nếu như ở địa hình bằng phẳng, dựa vào thực lực của Sở Hành Vân sẽ không sợ Hỏa Linh Ưng, nhưng hiện tại thân thể hắn treo ở giữa không trung, chỉ cần sơ sót một chút sẽ có khả năng rơi xuống dưới. Hỏa Linh Ưng có ý thức lãnh địa rất cao, một khi bị nó để ý tới thì sẽ là không chết không ngớt, điều khó chịu hơn là loại linh thú này hầu như toàn sống thành bầy đàn, xem ra chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh sở hành vân âm thầm suy tư trong lòng nhanh chóng vận chuyển linh lực toàn thân một âm thanh của không linh kiếm vang lên quanh quẩn ở vách núi vô cùng rõ ràng hỏa linh ưng hình như cảm nhận được sát khí trong mắt chúng hiện ra sát ý lành lạnh một tiếng hót dài hai cánh khẽ run lần thứ hai hướng về sở hành vân tấn công toàn thân nó tràn ngập lửa đỏ lao đi như một tia lửa nếu như bị nó đánh chúng thì coi như là các thủ tụ linh cảnh cũng sẽ bị thương không nhẹ khoảng cách giữa sở hành vân và hỏa linh ưng ngày càng rút ngắn lại linh kiếm trong tay hắn chiến ý sôi trào suy khi khoảng cách với hoa linh ưng còn ba thước bóng kiếm hiện lên như sấm sét đánh vào không trung soi sáng cả vách núi chuẩn xác đâm trúng cổ hoa linh ưng một màn sương máu tràn ngập nhiễm đỏ bầu trời hoa linh ưng không một tiếng động trong nháy mắt từ trên không rơi xuống dưới nhìn hòa linh ưng đang rớt xuống vách núi trên khóe miếng sở hành vân hiện lên một nụ cười nhạt khi hắn muốn thu liễm khí tức từng âm thanh tức giận của loài ưng vang lên khiến cả vách núi khẽ run nhìn về hướng phát ra tiếng kêu ở chỗ không xa trên không trung xuất hiện khoảng 10 đầu linh ưng những hòa linh ưng đã phát hiện cái chết của đồng bạn ánh mắt không khỏi tức giận nhìn về phía sở hành vân đột nhiên tăng tốc lấy một loại tốc độ khủng khiếp lao tới thực là suy xẻo sở hành vân khẽ quát một tiếng dưới sự tấn công của nhiều hòa linh ưng như vậy với vị trí hiện tại của hắn thì hoàn toàn không thể giữ mạng dưới tình huống nguy cấp sở hành vân nắm chặt lấy dây thừng nhanh chóng lao về phía cửa động oanh thân thể đột nhiên rơi xuống đất đụng gãy nhiều cỏ dại và cây khô có điều sở hành vân cũng không quan tâm nhiều lắm tốc độ tăng tới cực hạn mạnh mẽ xông vào trong sơn động đám hỏa linh ưng thấy sở hành vân trốn vào sơn động thì trở nên càng phẫn nộ tiếng ưng kêu điếc cả tay tuy nhiên chúng nó cũng không cũng không mạnh mẽ truy sát chỉ bay lẩn quần khu vực xung quanh sơn động tự hồ bên trong động có vật đáng sợ nào đó khiến chúng cực kỳ kiên kỵ có vẻ chúng không đuổi theo nữa sở hành vân dựa vào vách núi nghe được tiếng ưng nhỏ đi rất nhiều tạm thời yên tâm sơn động trước mắt này cũng không rộng chỉ đủ ba người cùng đi sở hành vân dựa theo ký ức của mình mà tiến vào bên trong không ngừng đề phòng xung quanh trước đây khi hắn đến chỗ này tu vi đã đạt đến cảnh giới thiên linh cảnh dù ở lưu vân hoàng triều cũng thuộc tồn tại đỉnh cao chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến hòa linh ưng bỏ trốn mất dạng hiện tại không bằng trước đây cẩn thận một chút cũng không sai tiếp tục đi về phía trước vài trăm thước lúc này sở hành vân bỗng dưng dừng lại kinh ngạc nhìn về phía vách núi xung quanh chỉ thấy trên vách núi đã có rất nhiều vết tích cổ quái có lẽ vì quá cổ xưa nên những vết tích này đã trở nên rất mơ hồ nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện ở đời trước sở hành vân cũng phát hiện những vết tích này nhưng không lưu ý nhiều nhưng lúc này hắn có kiến thức nghìn năm, một lần nữa thấy lại những vết tích này khiến cả gương mặt tràn ngập về thiết sợ, thậm chí kinh hãi, văn tự thượng cổ. Sở hành vân kinh hãi hô to thành tiếng, những vết tích cổ quái này lại là văn tự đến từ thượng cổ. Đời trước, lúc sở hành vân tìm kiếm cơ duyên đột phá đến đế cảnh, hắn đã từng xâm nhập không ít bí cảnh thượng cổ, hắn đối với những văn tự thượng cổ này đã không còn xa lạ gì. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía những văn tự này lại không thể hiểu được, nhìn lâu lại cảm giác hoa mắt, đầu óc choáng váng, tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt, một tòa động phủ cường giả lại có chứa văn tự thượng cổ mà ta xem không hiểu, lẽ nào động phủ này giấu giếm bí mật gì? Sở Hành Vân sắc mặt biến hóa, nhất thời càng thêm cẩn thận đánh giá xung quanh, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, tiếp tục tiến về phía trước, rẽ vào một hướng khác, Sở Hành Vân phá tan tầng đá vụn trước mặt, xuất hiện một nơi rộng rãi sáng sủa. Trong mắt hắn là một không gian rộng lớn, có cây, có các kiến trúc, nhìn như một mảnh tiên cảnh. Vì sự xuất hiện của văn tự thượng cổ, Sở Hành Vân đối với bất cứ chuyện gì đều trở nên cẩn thận hơn nhiều nhưng càng đi về phía trước thì lại không phát hiện bóng dáng của văn tự thượng cổ. Và động phủ này giống y hệt trong ký ức của hắn, vẫn hoàn chỉnh như vậy, mỗi một đồ vật, một cái cây, ngọn cỏ đều không có chút nào thay đổi, hoàn toàn lộ ra khí thức vắng vẻ, lẽ nào sự xuất hiện của văn tự thượng cổ chỉ là trùng hợp. Sở hành vân đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng, cất bước đi thẳng tới tu luyện thạch thất của chủ nhân động phủ, thạch thất không lớn dài rộng chỉ có ba thước ở trung tâm thạch thất có một mảng cháy đen rõ ràng một ít tán loạn khí cụ trông rất mất trật tự sở hành vân đi tới trung tâm cúi người lụm lên một vật có phong cách cổ xưa chiếc nhẫn này chính là nhẫn chữ vật của chủ nhân động phủ sau khi mở ra phát hiện bên trong để không ít đủ loại võ học công pháp linh thạch linh tài thậm chí còn có chút đan dược rất nhiều chủng loại cất giấu cực kỳ nhiều nhưng sở hành vân đối với những thứ này không thèm để ý đến trực tiếp đưa mắt nhìn về trung ương ở nơi đó trên một bãi đá lơ lửng một thanh kiếm dài bốn xích bề rộng chừng hai ngón tay thân kiếm xuyên thấu đủ không trực tiếp nhìn thẳng cũng có thể cảm nhận được độ sắc bén kiếm này chính là pháp khí cấp thấp theo như lời của sở hành vân chảm không kiếm ong ong linh kiếm trong tay sở hành vân khẽ run sinh ra cộng minh với chảm không kiếm hắn buông lỏng bàn tay linh kiếm phá không mà đi nhanh như gió trực tiếp đâm về phía chảm không kiếm kim thiết đụng vào nhau truyền đến một tiếng thanh thúy sở hành vân nhìn thật kỹ trong thời điểm hai kiếm va chạm linh kiếm biến thành hàng nghìn hàng vạn ánh sáng cùng chảm không kiếm dung hợp thành một thể tìm tới thấy một màn như vậy sở hành vân mở miệng khẽ quát một tiếng chảm không kiếm hình như cảm ứng được đánh tan khói bụi thân kiếm chuyển động, lập tức rơi vào trong tay của Sở Hành Vân. Tinh tế nhìn, ở trên thân kiếm lượn lờ một cái như có như không khí tức phong duệ, thân kiếm khẽ động, cổ khí tức kia lập tức tuôn ra đủ để dễ dàng phá vỡ không khí. Sở Hành Vân rất rõ ràng, khí tức phong duệ này đến từ Huyền Phong Kim Thạch, về phẩm cấp, chạm không kiếm cũng không coi là cao, chỉ là pháp khí cấp thấp, nhưng luận chất liệu, chảm không kiếm do Huyền Phong Kim Thạch rèn mà thành. Huyền Phong Kim Thạch chỉ có ở nơi có âm sát khí mới xuất hiện, không chỉ cứng rắn mà còn khiến binh khí trở nên cực kỳ sắc bén là tài liệu mà rất nhiều luyện khí sư khao khát sở hữu. Nếu như bảo bối như huyền phong kim thạch ở trong tài luyện khí đại sư có thể đủ tạo ra bình khí cấp bậc phương khí. Trước đây cái tên rèn chảm không kiếm hơn phân nửa là một thằng ngu, lại đem huyền phong kim thạch trở thành tài liệu phổ thông. Sở Hành Vân nhìn chảm không kiếm trong tay, cổ tay chuyển động, thẳng hướng phía trước một kiếm chém tới, suy lặp, không khí vỡ ra, bóng kiếm nhanh đến không phản ứng kịp, gần như chỉ thấy được huyễn ảnh. Võ linh trên trời dưới đất có vô số, chủng loại hàng nghìn hàng vạn. Nếu võ linh là thú hình, thì xưng là thú võ linh, võ giả có thú võ linh có thể đem võ linh bám vào cơ thể từ đó có thể sử dụng tính năng đặc biệt của riêng võ linh nếu võ linh hiện ra khí hình liền xưng là khí võ linh võ giả sở hữu khí võ linh có thể đem võ linh là binh khí đồng dạng cũng có thể đem võ linh dung nhập vào binh khí phát huy ra lực lượng cường đại hơn linh kiếm của sở hành vân thuộc về khí võ linh dung nhập vào trảm không kiếm khiến tốc độ trở nên nhanh hơn cũng càng mờ ảo chỉ từ hai đại đặc tính để phán đoán trảm không kiếm đúng là rất thích hợp với sở hành vân đương nhiên ngoại trừ khí võ linh cùng thú võ linh cũng tồn tại nhiều hình thái võ linh khác nhưng những chủng loại võ linh này rất thưa thớt cũng rất là hiếm thấy phẩm cấp phần lớn khá bình thường huyền phong kim thạch không hổ là thạch tài mà luyện khí sư tha thiết ước mơ mặc dù chưa thể hoàn toàn phát huy ra đặc tính nhưng đã có được uy năng thế này xem ra ta sau này phải chú ý thu thập nhiều loại thạch tài quý hiếm không chừng có thể thăng cấp chảm không kiếm thành vương khí sở hành vân tự nói ở trong lòng cũng không nóng ruột lấy tu vi bây giờ của hắn chảm không kiếm đã dư xài nếu như hắn mạnh mẽ tăng cấp nó đến cấp bậc phương khí, trái lại hắn sẽ không thể hoàn toàn khống chế được. chỗ cường hãn nhất của chảm không kiếm chính là có thể phóng xuất ra chảm không phong nhận, thứ thể cảnh thất trọng thiên chưa chắc có thể hoàn toàn sử dụng. nghĩ tới đây, sở hành vân liền cầm chảm không kiếm rời khỏi mật thất, trong lòng lại có vài phần cảm giác chờ mong. Kết thúc video, các bạn vừa nghe chuyện linh kiếm tôn trên kênh triệu gia, để chúng mình có thêm động lực ra video nhanh hơn, các bạn nhớ phải like thật mạnh nhé. mãi yêu các bạn, a hihi